Thôi anh em mình về nhà nè cả nhà ơi, sớm bắt được mớ cá nè, có ếch, có lươn, có cá chê, cá lóc, cá rô. Một hồi nữa cá rô mình sẽ hấp cơm, cá lóc với mấy con này thì mình kho sả ớt ha anh Tốt. Ok, kho sả ớt ăn cơm. Mấy ngày nay là không nhậu luôn á, hết nổi rồi. Hello Khải nha. Hello anh Dương. Anh Dương xù đầu rồi cả nhà ơi, sáng không ăn cơm luôn á, ăn có miếng thịt bò tới giờ luôn. Ai vậy? Nghe xong ơi. Rồi. Ba xong ở đâu kêu vậy? Ba xong đi hái rau muống á cả nhà. Giờ nấu cơm. Rau muống mình bóc gỏi. Mình nấu cơm xong rồi mình hấp cá, kho sả ớt. Mưa gì đâu, ngày nào cũng mưa hết. Nắng thì quá trời. Sài Gòn Hà Nút nó đang nắng dữ lắm luôn á. Còn ếch quá trời bự luôn rồi cả nhà ơi. Nãy giờ để ý lần nào mà đi vô đầm cũng bắt được ếch bự ha. Anh Đốc. Ừ. Lần nào cái gì? Ếch nhiều, dễ. Mùa mùa nước mà. Nãy mấy con cá nhỏ mình thả hầm mày. Mà đổ sơi cơm. Còn cá bóng tượng nó sống lên Tốt, tỉnh chưa? Tỉnh tỉnh lên hả anh Tú? Hồi mấy con cá là mình tha hầm nó bự lắm luôn, có con cá ký luôn á. Ngon lắm mà bự, cá bự ngon. Kho khô là cứng khờ luôn anh Tú. Ăn cơm bữa cho ngon coi. Mới thay lông xong á, con chích chờ hang. Bữa nay cho anh Dương nấu rồi con củi này thử coi có bị nhão đâu không nghe anh Dương. Không, bữa nay không có nhão đâu. Nhưng định là không nhão không? Ừ, hôm nhão là tại ông anh bị chắc, không bị chắc, túng đó. Một chút xíu nữa mới biết nha các bạn, giờ chưa biết đâu. Nè nấu sống rồi chứ không có nhão. Ừ. Vậy là có tiêu được đó. Hello xong. Xong hái muốn về các bạn ơi. Hello. Bây giờ không có dân muốn mình hái nhãn lồng. Anh Tú. Vậy không có dân muốn hả? Không có tiêu được đó. Trời ơi, nhãn lồng nó ngon quá kìa. Thôi vậy mình kho tiêu mình chấm nhãn lồng rồi ha. Anh kho nghe. Thôi giờ lỡ bông xả chứ hết sao? Vậy thử sao sao ớt, chấm này cũng được chứ bộ. Ừ thôi lỡ rồi, lỡ sao ớt rồi. Lỡ bằm xả rồi. Cứ ngoài nãy giờ cứ công cán bỏ hết chứ. Trời ơi, nó ngon nè cả nhà ơi. Bạn hái đâu sao hè vậy? Đi thì tốt trên đồng mà về bọc vô tới sao hè hái này hả? Hết chơi vô muối luôn hả sao? Hết, cái này đi được, cái này gãy á. Tốt, để những cái anh sao sao? Dẫn dẫn anh Tốt. Kêu chị Hai đi xong rồi. Này mình lật sơ cái nữa ha. Lật không? Thôi tôi lấy luôn. Này đi, phải đi gọi chiếc mà không chạy xe dần dần. Quên, nửa đường thấy đi xe đi không rồi. Lâu lắm rồi mới trở lại chòi á. Thằng hổm về là làm chòi mới chổng á cả nhà. Là tối ngày trong chổng luôn, không có về nhà luôn. Sáng mở mắt là đi trong chổng. Tối hù mới về tới nhà. Nhớ chị nhớ cái chòi luôn á. Cá xong hay nên lấy xe không? Bây giờ coi cây sao như vậy. Giờ làm chắc nấu cơm nha các bạn. Đừng có hy vọng cái đó nhiều quá nha Dương. Giờ làm cơm mà mặt căng thẳng như vậy. Mấy anh em rửa dao bằng cá. Giữa dao mà nhìn quay lên cười duyên nữa trời. Có gia đình chưa?
Nhi hả? Có gia đình chưa? Rồi. Rồi, chữa dao đây, ngày mai kêu bà xã coi á, không có đi chơi đâu, phải bà đâu sợ. Nãy thấy gọi điện hoài á, ăn cơm xong rồi về. Đây lấy chú chặn rồi, luôn lấy chú sao? Sạch chưa? Mình chặt cái đó nha. Mình ớt rồi cả nhà. Ớt một ớt bốn mạng. Cái này mình để da mà mình làm sạch cũng được, nhưng mà cái này anh em gấp quá mình lọc da luôn nha cả nhà. Cái da ớt này cũng ngon lắm, giòn lắm. Nãy mưa quá trời mưa luôn. Quá khổ. Quá chà bá. Ê mấy cái đường nước bắp gì mà lương nhiều quá xong. Lương không bự hả? Nhỏ mà. Cho nên được. Được. Xong hả anh Dư? Sao rồi, cái tay bị gì hả? Nước nhiều tuổi. Nước nhiều tuổi. Lấy lửa đi ăn, lấy lửa để bên kia ăn, hồi mình nhúm lửa bên kia. Này nó biết gì, nấu đó, nấu bên kia đi nha. Sang cái bếp đi, sang cái bụng nhau. Mình nhúm thêm bếp nữa. Kiếm gì hả? Cái này ra. Hơi bự phải không? Mấy cái này vô. Mấy cái ra này ra. Cái này vô. Ghê ha. Quý tập coi, công tay. Lục dao theo kiểu quý tập đi. Để nhiều quá nghe. Để coi anh Dương nấu cái nồi này, chiếc này có bị nhão đâu không nha. Làm thì làm cũng hơn người ta dữ gì anh Túc. Tại dữ vậy. Vừa đó có cái nấu cơm củi nè anh ba. Có rồi có. Nấu hồi xưa mà mùa nước không có củi thì nấu lá chuối, lá nhà ngồi cứ đụng hoài vậy. Nhìn hồi nhìn lại cái nồi đem ngồi lùi luôn. Thứ gì mà không có mà cả ba. Thứ gì vô nổi. Hồi xưa dùng này là ta nấu cơm bằng lá mía á. Mía ép gì mà cháy dữ lắm anh Túc. Ngồi nước lên á, củi không có đâu. Thì tước lá chuối khô quá chứ lá nhà mà thứ mà ở lá nhà mà ta lợp đạp tu xuống lớn để dành á. Lấy đó bó lại. Ừ. Thôi dữ lắm cái nồi kho sả ớt này bự rồi. Mặc sức là ăn luôn, anh em ăn bữa nay cho đã bữa nha anh Dương. Cái nước mà Nhí bữa nay lần đầu tiên ghé nhà đúng không? Lần đầu tiên. Cái nước mà trong này củi nó dính tay nhiều không ra nữa kìa. Cái nước vàng không ra. Nó giống cái tinh đó, cái nhựa anh Dương. Cái vô nó hấp cơm nó vậy. Cái rô mình hấp cơm đi. Rồi hấp rồi vô. Để vô được rồi đó. Lấy cái đầu đựng. Quên chỉ có vô hấp cơm nữa chào. Đựng này để cả thí dùng cơm. Đựng đi vậy bỏ vô. Lấy cơm. Cái dĩa đi. Cái dĩa. Dạ. Cái nắp tàu này nó không được đúng. Nắp tàu này nó bị... Mình xây vòng hay vòng anh? Có xây hả? Biết gì vòng nó không biết. À, con ớt hấp cơm đi. Ừ. Ớt hấp cơm ngon à. Ngon à nha. Ừ. Đó. Rồi. Con chuối này. Khoan, để xuống dưới chứ. Đâu có lại chơi. Đại xuống dưới cũng được. Khoan, để đi. Rồi. Chín không nhiều quá. Chín chứ, cỡ nào cũng chín luôn.
con gà ở trên giữa, ở trên giữa. Con gà con chín đó, gà ký mấy là bao chín luôn á. Thầy đặt ơi. Cái cơ của nó anh Dương. Còn sống đấy. Cái cơ của nó nhúng nhích. Hết sớm. Rồi. Rồi anh Dương ơi. Nồi cơm này nhiều quá nhiều. Đè xuống. Đem đè cho. Đúng là không nhão thiệt quá ơi. Xây xây vòng đây. Đó, vô đó. Nóng anh Dương? Không nóng hả? Không, giờ là nó già nóng. Rồi. Cái nó sập cái bập vô vậy đó, nó cứng rồi, nó đã. Có cái khớp. Cần cái lóc cũng khờ, mình hấp. Có nhiều. Gan là lộn mình để cho một miếng đường mình lấy cái nước luôn anh, lấy cái nước mình hấp luôn. Các bạn coi cái nồi nước cơm, cái thau nước cơm nó ngon nè, hết sức ngon luôn á. Ngày pha nước đường uống cái là buổi sáng là khỏi hàng sáng luôn á. Rồi mình đem rau luộc nha. Rồi cho miếng bột ngọt lấy nước hấp nha các bạn. Hôm nay mình kho với hấp cơm không à? Mình muối đâu Khải? Đấy. Chút mẹ cái muối cũng được. Kho muối hay đường này? Muối, muối bột á. Muối gió đó. Muối gió hay là gì? Hay bầu đậu bắp như vậy để miếng đường vô nào nè. Tư. Nhìn nước uống luôn, lòng lòng luôn nước hết luôn á, anh Dương anh ta. Lòng anh Út. Rồi đó, ok đó. Mở nhau nha. Thì cái bếp nó thấy rộng quá ta. Móc ăn cá chấm cá hấp cơm á thật. Ta là xong đang làm nước chấm để ăn cá hấp cơm với ếch. Thôi bây giờ mình đâu có ghé chầu đâu, tối ngày trong kia không. Lâu lắm nấu miếng lục nghệ không nha các bạn. Dương chúc ăn ngon, nói ngon nha. Bữa nay nấu cơm không có nhão nữa mà nó bị sốc. Chú yếu rồi. chú yếu đồ ăn ha. Bây giờ cơm không có nhão rồi ha. Thà nhão chứ đừng để sống anh Dương. Không mà cơm không nhão rồi đồ ăn không ngon, ăn cũng ngon mà. Nước màu á các bạn. Màu nhà thắng không nha. Cái nước đường khô á mà người ta thắng nước màu cũng được. Ừ. Phải không? Ừ. Có đường không? Mà nó hao lắm anh. Thắng lại đâu có nhiều, lại mình nấu cho nó đặc hơn. Màu này chắc không đậm quá. Không đậm rồi. Miếng nữa đây anh Tú ơi. Cá hơi nhiều quá. Nó để rau rồi đi anh Tú. Rồi cái chê mà. Rồi cái chê á anh Tú để đâu là tại vì á, mấy cái rau đó dây điện kinh nhiều lắm á. Cho anh ta biết cá chê. Cái gì? Quên thì nói đại tê. Quên đi. Cá tê. Hồi đó giờ mặn cá chê không bây giờ chặt anh chặt. Cái gì nói là cái chi cái gì chi cái muỗng gì đũa dơ bây giờ nó đâu có học được đâu chế vô cái đũa gạt cái chi chi mà dân chợ mới mình đi qua Long Xuyên là ta biết là chợ mới liền phát âm phải không phát âm cái chi cái vô cái vô cái vô cái dỗ đó học á ngộn lớp với bạn ca gì bài gì thấy cái nồi là rau lên rồi cái gì ở anh Hiếu Văn nè ở Hồng Ngự vậy đó cá rô cho nồi rau lên rồi đang sơm anh ở Hồng Ngự vậy nó cũng cá rô nó cá vô ăn cơm rồi nó ăn cơm dồi ăn dồi là nó ăn dồi tăng châu với Phú Tăng nghe nói chuyện là mình cũng biết luôn nha sửa tuổi lại phải thôi
Trời ngủ cậu nước cơm đẹp dạ. Này. Còn cái lắm ngon luôn á. Bỏ đường vô. Thôi anh em mình chuẩn bị ăn cơm đi cả nhà. Có nhiều luôn á. Không xong cái nồi cá kho này là ăn cơm á. Rồi. Thôi để đựng luôn luôn hả? Ừ. Rồi ngọt luôn. Giỡn à, bọn nó giỡn à. Đi như nhỏ. À, lên tốt. Hồi nhỏ không có sữa uống nước cơm mà tới bự vậy đó. Trời ơi, cơm phải có đường uống quỳ lại luôn. Đường có đường chảy không à? Đường chảy gì, có đường chảy uống quỳ lại uống với muối á. Cơm để đường như uống gì ngon béo một hình cơm. Hồi nãy có xe chơi cái nồi cơm. Con bóp ra nó mềm chưa hả? Trời, mềm chưa nha. Không, cái đó không, nó vừa chích tới. Thôi, hồi mới tô mình lấy nước mình húp luôn mà. Sơ gì được. Thôi mình bắt xuống luôn rồi hả? Cá, ớt thì để cứ ngắt ra. Ngắt ra đi rồi nhát hỏi luôn. Để nhau làm trước lên chưa? Ừ. Rồi, bắt nồi cá lên đi. Trước lên chưa? Bắt nồi cá lên đi. Không biết đi, không biết đi đó. Giờ là ăn nóng vậy. Rồi nhắc nghĩ nhắc cái nồng luôn. Được mà. Ê, mày đổ rồi vậy? Nước này nước uống mà. Nước uống đó. Nước này uống hả? Ừ. Trời ơi, tao đem được ngọt rồi mà. Em đi. Tôi chém nữa là có nổi cho anh em. Nước quá lắm á. Có ngủ là uống này dễ ngủ lắm á. Nước đó là hấp vô là tối nay là uống ngủ thức không. Đói bụng lắm luôn. Không được. À, miếng sao? Nướng cho mập. Vừa bụng cơm. Anh Dương. Ừ, ngon anh Dương ơi. Trời giỡn mà trời. Sữa không đổi á. Ha. Còn gì bằng? Sớm giờ này có ăn cơm đâu, ăn miếng thịt bò tới giờ luôn á. Mấy giờ uống thử miếng thôi. Thì lắm ngon nhé, thử nhé. Nhí chắc là đó vậy chắc không uống đâu. Bảo dễ, dễ, dễ uống lắm mà. Đó uống sữa không như vậy, uống có uống nước cơm. Tướng gì đâu như lực sĩ với trời. Thôi mình ra ăn cơm cả nhà ơi. Cá kho sả ớt ăn vậy cho những người giàu tao chưa chắc gì người ta có ăn à. Cháu Lễ nó vậy sao lại nói như vậy? Tại vì nhà dì Hầu đâu ăn có ăn đi đồng đâu bắt cá có cá ăn tao mua hết mà quyết gì chơi. Đây, hay nước anh Túc, chút chấm rau. Hôm nay mình đi ra ngoài ăn các bạn. Anh nhắc xuống được luôn. Để bên đây bên kia ha. Rồi, đi. Tên 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 tên. Đàn trai tới. Họ nhà gái thật là có phước á. Lan cá bông quá trời luôn anh Bảo ơi. Chỗ bông nè. Mau ghê hồ không. Lan này ngộ thiệt á. Ăn cơm đó cả nhà ơi. Ăn cơm anh Dương ơi. Chưa hết đâu, còn nữa khui nha. Đây này, món này mới hấp dẫn nè cả nhà. Khui khui khui. Kịch. 1 2 2 Lùi cho chết luôn quá. 3 3 Rồi chín luôn. Rồi chín luôn. Chín không đây Cải ơi. Hấp dẫn không? Rồi nó mềm luôn nè, nó chín gì nữa. Trời ơi. Rủ rượi luôn ha. Rủ rục luôn á. Gà còn chín mà chi cá. Con gà để vô còn chín á cả nhà. Cơm nhão không? Cơm được rồi. Chắc em nghĩ ở dưới nó hơi khét hơi á. Tại vì mình là nãy lửa để vô cho nó ấm á. Nhưng mà có cơm khét hơi hơi mình ăn cơm mới ngon. Đó. Cơm khét là tại nung lửa đang cho cá chín nè, không có thừa vô nấu cơm khét nha. Thành công rồi, bữa nay thành công rồi. Được, không, được anh ơi. Thành công. Thấy vẫn chắc. Ăn cơm cả nhà ơi. Để tôi ra riêng mày đi. Sao anh Tú? Ok. Rồi chấm là anh Dương rồi đó nha. Người tại có cá hấp, chung có hấp mà cơm này ngon lắm á. Ăn sao hết bằng cơm hả nữa. Dân sức ăn không mà. Bữa nay mình ăn bữa đã bữa rồi. Hồi nãy mình cũng chắc nước lắm rồi. Lên bới cho. Hấp mà nó vậy đó nè. Cái độ hấp là vậy đó nè.
Làm hơi nhão nhão ra mới thấy được. Ừ. Đâu có ấy đâu, hấp đâu có giúp nước hết đâu. Chỉ là dùng nguyên ngày nay mấy anh em mình không ăn cơm luôn á. Kiểu này ba là xong mau lên ký à. Xuyên đồng chiến là bớt đi. Cơm vừa ăn rồi, không nhả quá không khó. Rồi cả nhà ăn cơm đi. Cái nồi cơm hấp cái gì nó không phải ướt chứ không có được khô. Rồi, làm gì khô được. Anh em ăn cơm. Rồi ăn cơm cả nhà ơi. Mời cả nhà ăn cơm. Không rồi xích vô, anh Dương rồi xích vô. Xích vô anh Dương ơi. Mời cả nhà, chúc cả nhà buổi chiều ngon miệng. Không ăn gỏi cuốn là mừng à. Dễ ăn cá rô ra cho các bạn thấy xong. Mà các bạn nói trắng á. À coi nè các bạn. Vũ luôn hả chứ. Đó, chấm vô nước mắm nè. Quất luôn. Cá rô hấp cơm nha. Mời cả nhà nha. Mà cơm này ngọt nha, hấp cá ngọt thiệt con Dương ơi. Cái nồi cơm ngọt luôn á. Nồi cơm ngọt luôn á. Thử Khải. Thử cái rô hấp cơm nào ăn chưa Khải? Chưa. Thử coi. Nhắc cho anh Dương miếng. Gà gà nước hả? Thử luôn. Vô, vô cả nhà ơi. Trời ơi, được đầm trứng luôn. Cho mày muỗng à. Thôi được rồi, đúng rồi, ăn đũa được mà. Được không? Được. Phải ré. Dầu này mát lắm nha. Cái này. Cái nước này nè, mình hấp nó chị mất ngủ hay lắm á. Mất ngủ không? Ăn cái này cũng dễ ngủ. Nhưng lòng mát. Rồi nó cay. Cay trong ở trong. Vậy? Cay, nó chấm cay lắm rồi. Ủa, nhiều ớt không? Không nhiều đâu, có 12 trái à. Nhãn lòng á. Là ăn là ngủ ngon, ngủ dần à. Nó với ba cái lá dòng á. Lá dòng ăn ngủ ly bì luôn á. Ừ. Người ngủ không được lấy kiếm lá dòng ăn. Ăn gì? Về quê mình chỉ có vậy thôi. Cá, chuột. Dạo luộc với cá kho. Vậy đó chứ lâu lâu ăn dạo luộc ngon nha. Tiếng nó cầm vô cho nó hai cái đồ hết đi. Để đi. Cá lóc à, hấp ăn cơm ăn thử à. Thử anh Dương, thử cá anh Dương. Nóng nóng mà mình thưởng thức được cái hương vị nó ngon ngọt thế nào. Chấm sâu vô để cay nó mới ngon. Dục xương dưới hầm đi, không sao đâu, cá nó ăn hết trơn à. Còn mấy cái vỏ mà không dục được. Lại quay quay hết ngày nữa rồi đó. Tối hụn nữa. Sao vậy? Ngon. Cái này giảm cân thôi. Cái này do muốn bóp cũng ngon nữa, nãy hết đợt do muốn mà. Đi vòng vòng mà hết ra muốn rồi còn nhân lòng quất luôn. Hai nhân lòng luôn. Lòng ăn cũng ngon cái bộ. Không bị không mưa rồi còn muốn không, không tốt hả? Ừ. Yêu thằng biết không? Cái này người ta trồng rẫy á. Dịch ba cái thuốc rồi ba cái xuống nó bị cùi cọc nha. Cái đồng mình không có do muốn, cái đồng bên kia hàng khó bẩn. Tại vì đồng mỗi đồng làm cái khác nhau mà. Mình bệnh nó xả đê á. Rồi muốn lon sẹo. Cũng như đề. Ở đây mưa mà trên Sài Gòn nắng gì đó. Ừ. Trời này cũng nhiều, hai ba ông trời lắm nè. Cái đồng trứng, cái rô hấp cơm nó ngon. Không đừng mưa ở đây mà ngoài ngoài kia không mưa. Ôi, cơm cháy ngon dữ lắm mà các bạn ơi. Được lắm, ngon. Trời ơi, cơm cháy nè cả nhà. Ừ. Giống cơm cháy trong nhà hàng ha. Này rồi có cá dứa để lên nữa là cơm cháy khô cá dứa đó. Ây ơi, trời nóng cái trời em. Trời. Trời ngon. Ngon gì? Dừa ha.
Em tưởng nó khác gì lắm luôn anh Dương, mình không khác anh Dương. Dương là thằng nhỏ đại cài vậy. Bữa nay ghê ta, nó thành công dữ ta. Đi sao không? Nè. Đẻ nó vô mà. Thành không đứt quê. Nó dẻo đeo à anh Dương. Quất miếng nha cả nhà. Không, cái này ăn ăn liền phải không? Chưa có giòn đâu. Để một chút xíu nó mới giòn. Thôi, giòn quá không ngon. Để ở ngoài á cho nó nguội nguội chút xíu ăn nó giòn. Mấy luôn đi cưng. Dẻo quá trời. Lúc đeo luôn coi. Dẻo quá trời, dẻo được. Thử coi nè, thử. Thử nó. Rồi. Đàn nhóc xong ăn. Ngày ăn không đi, thử coi. Ngon. Trong này nó không cay nè. Mấy đó là thàn đó. Nó ngược đó. Cái gì vậy, ăn vớt, ăn luôn nha. Ai cái đó anh Bình ăn cay cũng dữ lắm anh Tu. Bình không? Anh Bình nào nói anh Bình nói còn ngớ cái lớp trong ăn lại không? Ăn bữa cơm 7-8 trái, 10 trái á. Gì vậy? Ừ. Nếu bữa nào anh về anh ăn thử ớt trên xong rồi. Chứ để không thôi xong nó ăn hiếp trú hoài. Đó, nhậu mà ăn ớt nó mới ghê chứ. Ớt chấm muối hả? Ừ. Vinh. Quá trời ngon à. Cái này chắc 6 chén quá. Đấy rồi. Ừ. Giờ cho muốn nửa nồi cơm rồi kìa. Quá trời nấu cơm gì nè. Ăn cơm nó giật xuống vậy nè nghe cả nhà. Nãy lại dung luôn á. Đầu dung phụng luôn. Bà dầu luộc cũng đắt dữ ha. Hay là không? Đúng rồi mà. Chơi ăn cơm vậy mà vui nè. Ăn cơm mà không khí trong lành là mình ăn cũng nhiều lắm. Không phải, không khí không khí vui vẻ chứ lộn. Không phải không khí trong lành. Ở đây lúc nào cũng trong lành mà. Đúng không? Ừ. Phải. Rồi cũng tối rồi cả nhà ơi. Chúc cả nhà buổi tối nhiều niềm vui nha. Rồi chào cả nhà. Bye bye cả nhà nha. Nguyên một ngày trong đồng. Rồi chào cả nhà.